Nhằm động viên cổ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trong và ngoài tỉnh, nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục và định hướng tuyên truyền của báo chí địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành thể lệ giải báo chí tỉnh Đồng Tháp lần thứ 8 năm 2025. Đối tượng tham dự giải là các nhà báo chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh, chuyên giải búa liềm vàng và giải, giải chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đối tượng tham gia là tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân. theo đó tác phẩm dự giải gồm các loại hình báo in báo điện tử báo nói phát thanh báo hình truyền hình ảnh báo chí thể loại tham gia gồm phóng sự phóng sự điều tra bài ghi chép ký mẫu chuyện người tốt việc tốt chính luận kịch bản câu chuyện truyền thanh phim tài liệu ảnh đơn phóng sự ảnh báo chí Thời gian đăng phát từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến ngày 28 tháng 2 năm 2025 trên các tác phẩm tham gia giải xây dựng Đảng búa liềm vàng, thời gian đăng phát từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Thời gian gửi tác phẩm từ ngày 1 tháng 2 năm 2025 đến ngày 5 tháng 3 năm 2025 theo dấu bưu điện mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi nhiều nhất 3 tác phẩm dự giải báo chí lần thứ 8 năm 2025. Hai tác phẩm viết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hai tác phẩm viết về xây dựng đảng, giải búa liềm vàng, hội viên, phóng viên, cộng tác viên, cộng tác cho các cơ quan báo chí trong tỉnh, gửi tác phẩm dự thi về chi hội nhà báo nơi mình sinh hoạt và cộng tác. Các chi hội nhận tác phẩm, tiến hành tuyển chọn các tác phẩm không vi phạm thể lệ, gửi về Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ số 397 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Các tác giả, nhóm tác giả ngoài tỉnh, cộng tác viên có tác phẩm chỉ đăng phát ở các cơ quan báo chí ngoài tỉnh thì gửi tác phẩm tham dự giải về Hội Nhà báo tỉnh theo địa chỉ trên và phải được xác nhận của cơ quan báo chí sử dụng tác phẩm.